ngày 14 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang đối tượng đột nhập vào một cửa hàng FPT trên địa bàn trộm nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, rạng sáng ngày 12 tháng 11, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến địa bàn ấp 1C, xã Phước Thái, lực lượng phối hợp tổ công tác 161, Công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Thái phát hiện đối tượng Lê Phan Anh Thuận, sinh năm 1986, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT Shop. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một kìm động lực, một con dao, một mỏ lết, 54 điện thoại di động các loại, 22 laptop, một máy tính bảng, trị giá tài sản hơn 1 tỷ đồng và nhiều công cụ phương tiện mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận bản thân đang nợ nần ngoài xã hội do đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, túng quẫn quá nên đã làm liều và rất ranh ma. Y đã đội nón kết và che mặt nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Qua đấu tranh, Y còn khai nhận ngoài vụ trộm trên, Y còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe máy SH và Footer Nail trên địa bàn các xã của huyện Long Thành.